Thưa quý vị, với phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó, cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án của thành phố, thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, dần khẳng định được tài năng và vị trí của mình trong gia đình, xã hội. Khởi nguồn từ tình yêu mãnh liệt với tà áo dài truyền thống Việt Nam, chị Nguyễn Thị Phương Thùy, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Nam đã hiện thực hóa ước mơ xây dựng cơ sở may áo dài mang dấu ấn của riêng mình và trở thành quán quân cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu tổ chức và lọt vào top 10 ý tưởng khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức vào ngày 21 tháng 12 sắp đến. Dành trọn niềm đam mê với quốc phục, chị Thùy không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ khác có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Trước kia chỉ đơn giản là mình chỉ là may đồ để mặc thôi, nhưng mà khi càng ngày càng làm càng đam mê thì mình thấy áo dài được khi mặc đây nó rất là tự hào, vẫn có cái nét rất là riêng của Việt Nam. Cũng được sự hỗ trợ của quận hội và phường hội, từ cả những cái khâu chuẩn bị đề án hay là những việc nhỏ nhặt nhất, cái đề án của mình dự thi nó được xuất sắc hơn thì đó cũng chính là cái may mắn nhất. Thật không quá lời nếu miêu tả thợ may áo dài cũng giống như một nghệ sĩ. Đặc biệt với chiếc áo dài truyền thống, không chỉ đơn thuần là trang phục, mà đó còn chất chứa cả linh hồn dân tộc, là một trong những di sản văn hóa vật thể của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh thường xuyên tìm tòi, sáng tạo để ngày càng làm mới hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn với vóc dáng, cá tính của người phụ nữ, thì người thợ phải luôn quan tâm, giữ gìn, phát huy bản sắc, hồn cốt của tà áo dài truyền thống qua từng chất liệu, đường may và mỗi họa tiết. Trong 2 năm mà diễn biến dịch xảy ra rất là phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ quảng bá các sản phẩm trên trang Facebook của hội. Trong năm 2021 thì hội đã hỗ trợ khai trương một cửa hàng, này là cửa hàng liên kết sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp của thành phố. Đồng thời là hội cũng đã cho phụ nữ khởi nghiệp vay không lãi suất, tập huấn cho các chị về tiếp cận các nguồn vốn vay trên địa bàn phường. Để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ trong khởi nghiệp và kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Cường Nam tiếp tục là điểm tựa vững chắc, trở thành nhịp cầu kết nối, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, quỹ hỗ trợ để tận dụng cơ hội thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội.